Thế giới đài vui mừng chào đón toàn thể quý vị, anh chị và các bác yêu đài trên toàn quốc nhé. Hôm nay em lên một sản phẩm này là sản phẩm em thanh lý. Giá sẽ cực kỳ rẻ cho bác nào nhanh tay. Và các bác mua thì cũng không phải trả tiền trước. Bên thế giới đài bán hàng thì các bác không phải lo về vấn đề thanh toán. Bởi vì bên em ship COD 100% đối với sản phẩm dưới 5 triệu. Chiếc đài này thì là em thanh lý với hai lý do. Một, nó mất một cái nút đây này, là nút gạt bằng tay để mình khi mà mình muốn cái nút này là không phải bằng tay mà cái nút này là cái nút mà nó ấn chế độ chạy băng hai chiều đấy, nghĩa là như em đã gạt về chế độ đấy rồi. Lý do thứ hai nữa là em thanh lý, thứ nhất là cái trượt sóng này là nó không đẩy đi để lại được nhưng mà vẫn dò đài được bình thường, bởi vì dòng na tiêu na nó thiết kế rất là thông minh, như cái bánh răng này của nó ấy, nó ăn trực tiếp vào cái tụ xoay, vì thế nên là cái việc mà hiển thị ở đây chỉ là nó hiển thị thôi, còn để đi xô đi xô lại thôi, còn lại là nó vẫn dò được sóng bình thường nhé. Và em cũng nói luôn, chiếc này thanh lý là giá là 1.800.000, chưa bao gồm phí ship và cũng chưa bao gồm một cuốn băng để tặng cho các bác. Bác nào mà có nhu cầu thì hãy sau khi video đăng tải hãy liên lạc với ngay bên em để bên em gửi hàng cho. Nói về con C40 này thì chất âm của nó cực kỳ hay. Hay ở cái thứ nhất là loa của nó loa toàn giải. Cái thứ hai nữa là các chức năng của nó về trong quân đài ấy, về những cái chức năng hoạt động của nó ấy, thì là hoạt động hoàn hảo hết. Nó chỉ bị cái lỗi là không dò đi dò lại được thôi, nghĩa là không đẩy cái kim ấy được thôi. Còn nó vẫn mình vẫn dò được đài. Đấy. Thì bây giờ thì em sẽ test tính năng cassette trước. Sau đó thì em test tính năng radio. Và video này em cũng chỉ giới hạn trong khuôn khổ khoảng tầm 8 đến 10 phút nhá. Đấy. Về hình thức chiếc đài thì không có gì để chê. Chất âm thì cực kỳ hay. Đấy là em nói thẳng với các bác như thế để các bác nắm được. Và thanh lý với cái giá cực kỳ rẻ để cho các bác nào chơi. Đấy, bác lưu ý nhá, con này là Nationa RX-C40. Đấy, bây giờ em sẽ test băng. Cửa của nó là cửa cơ mềm. Đấy, các bác nhìn em mở đấy. Băng đây. Không có nhiều bác lại bảo là em test bằng năng lái in. Đấy. Con này thì chơi được băng cassette, chơi được lái in và chơi được radio. Và radio con này là FM108. Đấy. Và con này có tiếng của nó thì mình có thể chơi được được mono và stereo. Đấy. Có đến 6 cần gạt equalizer. Đấy nên là các bác có thể chỉnh âm lượng tùy theo ý thích của các bác. Và em xin phép là test băng nhá. Dù biết ngày mai
sẽ không quay về. Em sẽ test thử tính năng mà chạy hai chiều của chiếc đài này cho bác nhé. Tôi nhớ người. Đây là chức năng mà vớt bằng tay nhé. Tiếng con này rất là hay. Em xin dừng phần test ra cassette, em chuyển sang phần test radio nhé. Radio bật nước này. Con này vẫn rất sử dụng luôn. Tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm mạnh từ 14,93% năm 2016 xuống còn 4,57% năm 2021. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được chăm lo, quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội được tăng cường và củng cố. Đang nghe xin mono bác nhá. Em xin kết thúc phần test giới thiệu chiếc đài Nationa C40 ở đây. Và em cũng chia sẻ bác là cái tem này, tem zin từ khi xuất xưởng bây giờ. Và hàng này nó là hàng 3 cục các bác nhé. Rất đáng để sưu tầm và trưng bày, đặc biệt là nghe radio cực kỳ nét. Giá thanh lý vì hai lý do, nói lại một lần nữa. Cái dây này không dò đi dò lại được và mất một cái nút này, nhưng nó không ảnh hưởng đến chất lượng sử dụng. Xin kết thúc phần test và giới thiệu ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo. Bác nào mà ưng sản phẩm này thì phải nhấc máy gọi ngay cho em, không là sẽ không kịp nhá.